Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 10 triển khai nhiệm vụ tháng 11. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2020, nổi bật là đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, nhân dân vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội và kết quả tự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng 10, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cũng tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão. Tỉnh đã kịp thời trích 1,9 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và An sinh xã hội, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước có nhiều khởi sắc. Các địa phương cũng đã hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Toàn tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Mô tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận làm rõ những mặt tồn tại, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 11 liên quan đến công tác phát triển đảng viên mới, bổ nhiệm chức danh chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo nghị định 34/2019 của Chính phủ, công tác tuyển quân, tuyển dụng công chức, viên chức, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, các biện pháp trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án và đẩy sớm việc tổng kết đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể những chỉ tiêu, mục tiêu được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Tham mưu đề xuất các nghị quyết để thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm. Cùng với đó, chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tổ chức lễ trao thưởng Quỹ khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh. Các cấp, các ngành cũng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển du lịch, song song với phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, tiếp tục xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả. Các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã, khu dân cư đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020, đồng thời đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác tuyển quân, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ, tiến hành rà soát, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, chuẩn bị tổng kết công tác năm 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo sát thực, hiệu quả.